Nay Nhiên sẽ test cho các anh chị cô chú mình xem hai con máy khoan của hãng Rakuten. Hai con này là 12V, một con là DKGK12 và một con là GK12S. Nó chỉ khác nhau là con này có tốc độ và con này không có tốc độ thôi ha. Thì mấy cái mẫu này nó nhỏ nhỏ như thế này thì các anh chị mình mua nó phù hợp cho những anh chị nào mình thấy giờ là mình làm nhôm, làm sắt, làm đồ nhỏ hay là leo cao, đồ bắn vít, bắn xà, bắn không phải là xà gồ chuyên nghiệp, lâu lâu đụng bắn thì ok. Còn mấy anh chị mà chuyên nghiệp cho những cái đồ nhỏ nhỏ giống như bắn thạch cao là số 1 luôn, hoặc là trong nhà em yêu khoa học thì mấy anh chị sẽ quan tâm những con này do nó là hàng chính hãng, giá nó rẻ. Thì Nhiên sẽ test sức mạnh cho mấy anh chị coi nè. Giờ Nhiên sẽ bắn giống như là bắn vít này, mấy anh chị thấy nó đơn giản lắm. Đây, mấy anh chị thấy không, bắn vít mấy anh chị có thể mình chỉnh cái chức năng này, giữ chức năng này nó có cấp độ trượt thì nó không có hư mấy cái đầu vít nữa. Đó, mấy anh chị làm nhôm, làm gỗ, làm sắt, đồ làm đồ nhỏ nhỏ thì mấy con này rất là ok, rất là khỏe ha. Rồi mình có thể mình bắn gỗ cho mấy anh chị coi, bắn gỗ thì quá dễ dàng luôn, mấy này thì bắn nó nhẹ nhàng lắm, nhưng mà nó phù hợp cho những anh chị nào mà làm mức độ vừa phải ha. Chứ mà mình làm chuyên nghiệp thì mình mua những cái xịn, chứ còn những cái này là hàng tuy là nó là thương hiệu nhưng mà nó lắp ráp Trung Quốc mấy anh chị, nên là cái chất lượng nó so với hàng nhái thì nó hơn rất là nhiều, nhưng mà giá nó rất là ổn định, giá nó rẻ và cái độ bền của nó có bảo hành 6 tháng. Rồi Nhiên sẽ quan thử cho mấy anh chị coi bằng một con này là cái con này là không có điều chỉnh tốc độ số ha. Nhiên thì thấy nó cũng quen và ngon lắm. Như mình muốn làm gì trong nhà đó mình làm thoải mái hết à. Con này tốc độ nó chậm hơn nên mấy anh chị thấy nó khoan nó chậm nhưng mà nó mạnh ha. Đây là khoan gỗ nè, khoan gỗ thì quá dễ thôi đó, khoan gỗ là đơn giản lắm. Em yêu khoa học thì mua mấy con này mấy anh chị ngon lành luôn. Mình cũng có thể khoan tường nhưng bắn những cái mũi xà gồ, những cái lớn này như thay cái này nhưng bắn cho mấy anh chị coi mạnh luôn. Rồi mấy anh chị để ý đi, mình khi mà mấy anh chị muốn thay cái mũi, muốn kẹp cho nó cứng á, mấy anh chị chuyển ở số 1 thôi, rồi mấy anh chị chuyển lên chức năng khoan luôn. Thì mấy khi này mấy anh chị bắt cái mũi á, nó sẽ cứng chắc hơn, nó khó bị tuột ha. Rồi mấy anh chị muốn tốc độ chậm hay lẹ, những cái đồ nặng thì mình xuống tốc độ chậm, những đồ lẹ mình, những cái đồ nhỏ nhỏ mình lên tốc độ lẹ mình làm cho nó lẹ ha. Mấy chị thấy cái này nó đơn giản lắm, chuyển về chức năng nè, mình có nhiều chức năng để mình xài. Đó, mấy anh chị thấy không, rất là đơn giản luôn, mở ra cái gì. Còn mấy anh chị nào mình bắn quá dày thì mình phải xài những con máy lớn hơn á. Bây giờ Nhiên sẽ khoan tường cho mấy anh chị coi luôn. Rồi thì mấy anh chị thấy là khi mình khoan tường á, những cái mẫu máy này nó không có chức năng búa, nhưng mà mình khoan thì mình mua những cái mũi Unica giống như mình xài trong gia đình, mình khoan rồi mình bắn thẳng con vít vô khỏi mình xài tắc kê, thì mấy anh chị xài mấy con này nó cũng ok đó. Đó, nó nhẹ nhàng lắm đó, khoan xuyên qua thì nó là chuyện bình thường thôi, nó rất là nhẹ thấy không đó, ok. Rồi thì Nhiên cũng test luôn những cái sắt dày như thế này mấy anh chị. Đó thì mình bắn xà gồ mình bắn như thế này, nhưng mà nó không phải là xà gồ chuyên nghiệp, bắn nhiều thì mấy anh chị không có nên xài những con như thế này ha. Mình cho tốc độ nó lẹ trước đó. Đó chị thấy là trời ơi mạnh chứ này. Đó thì mấy anh chị thấy không, Nhiên bắn rất là đơn giản so với những cái xà gồ dày như thế này đó. Đó, đơn giản luôn, bắn vô mở ra thì mấy anh chị thấy là cái cách làm việc của nó là nó phù hợp, hoặc là Nhiên khoan gỗ đối với những cái nó dày như thế này luôn nè. Đó, nhưng mà khoan cũng bình thường. Đó, mấy anh chị thấy gỗ dày nhưng mà nó khoan cũng ok bình thường. Nói chung là nó sẽ phù hợp cho tính chất gia đình nhiều hơn, hoặc là những cái đồ nhỏ nhỏ nhiều hơn. Thì bây giờ chị sẽ mời các anh chị mình tiếp theo mình theo dõi về cấu tạo của nó và giá cả nó như thế nào nhé. Chào mừng quý anh chị cô chú đã quay trở lại kênh YouTube Máy Xây Dựng Hồng Nhiên. Được rồi, các anh chị thấy là những test những con máy rất nhỏ gọn, con máy chỉ nặng dọn dẹn 1 kg thôi, là con máy Rakuten. Hai con máy tuy là Nhiên test một con nhưng mà bây giờ Nhiên giới thiệu hai con luôn, nó chỉ khác nhau tí xíu thôi. Thì con này là Rakuten, với mã nó là RK12. Con này nó không có tốc độ, và cái con GK12S thì lại có tốc độ điều chỉnh. Thì bây giờ mình sẽ cùng tìm hiểu mấy con máy như thế này nha. Một con máy là đang mức giá khuyến mãi mấy anh chị, mức giá khuyến mãi nên là rất là dễ thương. Và bây giờ là hầu như là mấy anh chị thấy bây giờ từ từ á,
chúng ta phải xài những con máy là chúng ta xài những con máy hàng chính hãng, chứ bây giờ mình không chơi hàng Trung Quốc nhái nữa. Trung Quốc nhái thì nó hên xui ha. Thì đây trước tiên là mấy anh chị thấy là con 12F là con một con máy nó cũng nặng 1 kg thôi, nhưng mà con này á nó có điều chỉnh là 18 cấp độ trượt và một chức năng quan sát, nó có điều chỉnh tốc độ trên này. Con này nó khác so với con này là hai con, một con có tốc độ bên trên và một con không có tốc độ bên trên, nó chỉ khác nhau như vậy thôi. Thì cái con này không có tốc độ thì nó chạy dòng tua với nó là 650 vòng trên một phút thôi đó, thì nó chạy tốc độ chậm hơn, anh chị thấy rất rõ nè ha đó. Còn cái con bên này á, thì nó có tốc độ số 1 thì nó chạy ở tốc độ thấp hơn, là nó là tốc độ ở số 1 nó từ 0 cho tới 400 vòng, tức là nó có tốc độ điều chỉnh anh chị ha, tốc độ nó điều chỉnh được từ chậm tới lẹ luôn đó. Rồi ở tốc độ ở số 2 thì nó chạy tới 1.300 vòng, 1.350 vòng trên một phút lần à, tức là tốc độ nó lẹ. Thì những con này thì bên hãng nó nói mấy gì mấy chị, đầu của nó thứ nhất là giữ rất là chặt khi chúng ta kẹp đó, thì chúng ta kẹp thì cái đầu này giữ rất là chặt đó. Thì nó cái này nó không có tự động lóc được mấy anh chị, mấy anh chị sao nhấn để mình giữ để lóc, đặc biệt mấy anh chị xuống số 1 thì mấy anh chị sẽ giữ chắc hơn ha. Rồi thêm một cái nữa, cái này á nó có đèn led bên dưới, con nào cũng vậy hết ha, nó có đèn led bên dưới, tốc độ điều chỉnh thì chúng ta sẽ dễ sử dụng đó. Ở bên trên này nó có đảo chiều đó, anh chị thấy đảo chiều rồi à, mấy anh chị sẽ thấy tiếp tục nữa là nó có cao su viền, bên hông nó có cao su viền hết để chúng ta chống trơn trượt khi chúng ta sử dụng, hoặc là nó im tay chúng ta khi chúng ta sử dụng đầu kẹp 10 mm. Con này lực siết của nó là 28 N/m ha, lực siết 28 N/m. Đặc biệt là nó xài sạc là sạc đế, thì mấy anh chị sẽ thấy rằng là khi nhiên cắm sạc lên thì mấy anh chị thấy là khi chúng ta cắm vào à, chúng ta cắm vào nó đổi qua đèn đỏ là nó sạc, tự động đầy là nó sẽ ngắt, khi nó đầy là nó nhảy qua đèn xanh như thế này ha. Đó. Rồi cục pin của nó thì bên Rakuten này á là nó là pin của nó bên nó là giống nhau, sử dụng pin giống nhau là cái thứ nhất. Cái thứ hai là sau này chúng ta mà hư pin hư sạc là nó sẽ có bán đầy đủ tất cả những cái này cho chúng ta, và nó bảo hành là nó không phải như Trung Quốc đâu, nó bảo hành là nó bảo hành toàn diện hết mấy anh chị. Hư cục sạc cũng bảo hành, mà hư cục pin cũng bảo hành luôn. Cái chỗ này là cái chỗ quan trọng. Thằng Trung Quốc nhái á, thì nó không có bảo hành được như vậy. Nó bảo hành nó cho bọt là bảo hành 3 tháng, pin sạc nó bảo hành 3 tháng hoặc là bảo hành 1 tháng gì đó, chứ nó không được bảo hành toàn diện như những người này. Thì hai cái mức giá của con này GK12 này á, Rakuten GK12 là nó 12V ha, không có chức năng búa, nhưng mà mấy anh chị thấy như khoan tường thì rất là dễ. Thì con này giá của nó rất là khuyến mãi, 549k cho một con GK12 này. Còn các anh chị nào thích cái nào mà tốc độ nó chạy lẹ hơn thì mấy anh chị mua con GK12S. Giá con này á thì nó đắt hơn con kia 100. Con này nó sẽ khuyến mãi cho mấy anh chị với mức giá nó là 649k. Con này 549k, con này 649k. Mình thích con nào thì mình mua con đó. Đặc biệt là mấy anh chị nào nó phù hợp cho những anh chị mà sử dụng gia đình, dân dụng, hay là giống như là bắn trên cao mà bắn thật cao đó, làm thật cao, mấy anh chị mua những con như thế này tuyệt vời mặt trời luôn. Do là cái mức giá này nó rẻ, nó phù hợp cho những anh chị đi công trình quăng cù lăng cù lóc thì lỡ nó có mất cũng đỡ tiếc, hoặc những anh chị cô chú nào chỉ sử dụng trong gia đình lâu lâu mới xài, mình đầu tư một cái quá đắt tiền thì nó cũng phí phạm ha. Nên là tại vì đây cũng không phải là hàng nhái gì cả, nó là hàng chính hãng, nên là mấy anh chị sử dụng những con này thì vô tư rồi, nó đâu phải là kém chất lượng đâu, thực sự nó cũng tốt chứ không phải không tốt. Nếu so với Boss hay Makita thì nó không so được, chắc chắn điều đó rồi, nhưng mà so với những cái hàng nhái thì này hơn nhiều, do là nó là chất lượng của hãng, pin nó là 3 cell chuẩn 12V và được bảo hành toàn diện luôn ha, chứ nó không có ghi tầm bậy như những thằng Trung Quốc nó ghi tầm lum đâu. Thì mấy anh chị thấy à, hai cái máy như thế này mỗi con nó chỉ nặng 1 kg thôi đó, thì với mức giá này thì được bảo hành chính hãng, mình không cần thiết là mình xài hàng nhái gì cả. Máy đẹp ha, máy nhìn rất là đẹp, thiết kế nhìn rất là gọn gàng đẹp. Thì mấy anh chị có nhu cầu thì cứ liên hệ để sở hữu những con máy như thế này, thì qua những số hotline bên trên. Các anh chị nào chưa nhấn đăng ký kênh này, nhấn đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ máy xây dựng Hồng Nhiên, cũng như là những chương trình khuyến mãi rất là đặc biệt. Các anh chị thấy là gần đây Hồng Nhiên khuyến mãi rất là nhiều, các anh chị thấy không? Đó, hàng là hàng chính hãng, từ từ nhưng bỏ những hàng nhái hết, làm hàng chính hãng là chủ yếu. Thì
Rất là cảm ơn các anh chị, cô chú đã luôn luôn đồng hành trong thời gian qua. Và bây giờ Duyên xin chào và hẹn gặp lại các anh chị, cô chú vào những video kế tiếp. Xin chào các anh chị, cô chú nha.